Arrowindow Holding, Hải Long Land, Mic Group đồng hành cùng chương trình. Xin chào quý vị khán giả, đây là chương trình Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 19:30 trên kênh thông tin Invest TV. Và chương trình ngày hôm nay 28 tháng 12 năm 2020 sẽ có nhiều thông tin nổi bật như sau. Dòng tiền đầu tư vào bất động sản năm 2021 sẽ đổ vào đâu? Ngân hàng nhà nước giảm lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội trong năm 2021. 2021, năm của các nền kinh tế mới nổi. Ùn tắc giao thông tại Hà Nội sẽ ngày càng phức tạp. Thành phố Hồ Chí Minh ban hành đơn giá thuê đất hàng năm trong khu công nghệ cao. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận chính thức thử nghiệm thông tuyến từ ngày 28 tháng 12. ACV đề xuất khởi công hạng mục đầu tiên sân bay Long Thành vào ngày 5 tháng 1 năm 2021. Thưa quý vị, theo các chuyên gia kinh tế, bất động sản trong năm 2020 đối diện với nhiều khó khăn do tác động từ đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, khi bước sang năm 2021 sẽ phục hồi và tăng trưởng mạnh khi nhu cầu của người dân tăng mạnh, đặc biệt là tại khu vực phía đông của thành phố Hồ Chí Minh. Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc CBRE Việt Nam cho biết, trong năm 2020, tình hình thị trường, dịch bệnh có rất nhiều chuyển biến xấu, nguồn cung bất động sản suy giảm mạnh. Tuy nhiên, xét trên bình diện khu vực, lượng cung trên thị trường trong năm qua vẫn rất lớn. Cụ thể, trong năm 2020, tại Bình Dương có khoảng 8.900 căn hộ chào bán và hơn 8.000 căn giao dịch thành công, tăng gần 150% so với cùng thời điểm của năm 2020. Trong khi đó, tiến sĩ Sử Ngọc Hương, giám đốc cao cấp của Savills Việt Nam cho biết, hiện nay dòng vốn ngoại đổ vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam vẫn đang có xu hướng tăng theo quý. Cụ thể, trong quý 3 năm 2020, tổng vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực bất động sản tăng mạnh tới 400% so với quý 2. Đây sẽ là xu hướng không chỉ phát triển trong năm 2021 mà có thể nhiều năm sau nữa. Ngoài ra, năm 2021, sự dịch chuyển thị trường của các chủ đầu tư sẽ tiếp tục xuất hiện. Trong đó, xu hướng các chủ đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ di chuyển săn tìm quỹ đất tại Hà Nội và ngược lại. Các doanh nghiệp ở Hà Nội cũng nam tiến thực hiện các dự án tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2021, dự báo dòng tiền đầu tư vào bất động sản vẫn tập trung nhiều ở các phân khúc truyền thống như đất nền, căn hộ. Đồng thời, còn có sự dịch chuyển đến các vùng lân cận khu vực trung tâm như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Bình Phước và Phan Thiết. Hiện nay, giá đất, giá căn hộ tại các khu vực này cũng đã xác lập mức giá cao và nguồn cung khan hiếm khi lượng khách hàng từ thành phố Hồ Chí Minh đổ xuống đầu tư khá nhiều trong năm 2020. Ngoài ra, xu hướng phát triển các dự án ở những thị trường vùng ven, thị trường ven biển vẫn tiếp tục phát triển. Dự báo từ năm 2020 tới 2025, khu phía đông thành phố Hồ Chí Minh với sự hình thành thành phố Thủ Đức đã và đang thu hút dòng tiền đầu tư lớn với các sản phẩm trọng điểm như nhà phố, căn hộ, trong đó có các sản phẩm cao cấp và hạng sang. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành các quyết định về mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, người dân vay mua ở nhà ở xã hội trong năm 2021. Theo đó, thì các lãi suất này sẽ tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm trong thời gian tới. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định số 2195 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định. Cụ thể, mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại thông tư số 25 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước được quy định như sau. Mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán là 4,8% một năm. Còn đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê là 4,3% một năm. Ngoài quyết định trên, Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành quyết định số 2196 về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2021 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà theo quy định là 4,8% một năm. Như vậy, các mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội năm 2021 tại cả hai quyết định mới được ban hành đều thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với mức lãi suất tương ứng của năm 2020. Hai quyết định mới nêu trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 khiến cho các nền kinh tế rơi vào suy thoái nghiêm trọng.
song những biện pháp can thiệp chưa từng có tiền lệ của các ngân hàng trung ương và chính phủ các nước trên toàn thế giới đang thúc đẩy các nền kinh tế phục hồi. Và theo nhận định của tờ báo The Tài chính, The Business Times Singapore, thì đà phục hồi kinh tế được cải thiện đáng kể trong những tháng gần đây sẽ giúp các nền kinh tế mới nổi bật tăng mạnh. Năm 2021 được dự báo là năm của sự phục hồi hậu dịch COVID-19. Tuy nhiên, quá trình này sẽ diễn ra không đồng đều trên toàn cầu, trong đó các nền kinh tế mới nổi được kỳ vọng sẽ dẫn đầu xu hướng. Các nhà đầu tư hiện hướng tới triển vọng tươi sáng hơn trong năm 2021 dựa trên những hy vọng về vaccine phòng COVID-19, các biện pháp kích thích tài chính và khả năng nền kinh tế trở lại đà tăng trưởng vào năm 2021. The Business Times phân tích, với đà phục hồi kinh tế được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây, dòng thủy triều đang hướng sang các thị trường mới nổi và năm 2021 sẽ là năm của nhóm này. Sự kết hợp giữa các yếu tố như khả năng phục hồi theo chu kỳ, đồng đô la Mỹ yếu, khả năng phục hồi mạnh mẽ về thu nhập sẽ tạo ra những động lực quan trọng. Hơn nữa, khả năng Mỹ sẽ theo đuổi một chính sách ổn định và thân thiện với thương mại hơn dưới thời chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ hỗ trợ thêm cho tăng trưởng của các thị trường mới nổi. Lần cuối cùng, các nhà phân tích quan sát thấy mối liên kết giữa các điều kiện cơ bản và vĩ mô thuận lợi như là sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, cách đây hơn một thập kỷ. Thưa quý vị, theo dự báo của Bộ Giao thông Vận tải, với tốc độ gia tăng xe cá nhân như hiện nay, thì trong vòng 5 năm tới, các thành phố lớn như là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không thể nào khắc phục được ùn tắc giao thông, mà ngược lại thì còn phức tạp hơn rất nhiều, do lượng phương tiện giao thông gia tăng nhanh trong khi hạ tầng thì chưa thể đáp ứng kịp. Trong thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã đầu tư và đưa vào khai thác sử dụng tuyến đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch Nam Thăng Long, đường vành đai 2 trên cao dưới thấp đoạn ngã tư Vọng, ngã tư Sở, đường vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm, cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Huyền, Hoàng Quốc Việt. Tuy vậy, vào khung giờ cao điểm, nhiều tuyến đường của thành phố đã rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ, thậm chí nút giao ngã tư Sở, vành đai 2 trên cao khi đưa vào khai thác thì tình trạng ùn tắc còn diễn biến trầm trọng hơn. Theo ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, những yếu tố ảnh hưởng tới ùn tắc giao thông trong thời gian qua là diện tích đất dành cho giao thông so với xây dựng đô thị còn thấp, mới đạt chỉ khoảng 10,07%. Trong khi đó, theo Quy hoạch Giao thông Vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỷ lệ diện tích đất giao thông trên diện tích đất xây dựng đô thị cần đạt 20-26%. Thành phố hiện nay có khoảng 7,1 triệu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, với tốc độ tăng trưởng ô tô đạt 10,2% một năm, của xe máy đạt 6,7% một năm, chưa tính khoảng 1,2 triệu phương tiện từ các tỉnh, thành phố khác tham gia giao thông, khiến cho nguy cơ ùn tắc giao thông trên địa bàn là điều khó tránh khỏi và dự báo sẽ ngày càng diễn biến phức tạp. Trong năm 2021, Hà Nội đặt mục tiêu giảm 8 đến 10 điểm ùn tắc. Đáng lưu ý, trong 26 điểm ùn tắc còn lại từ năm 2020, đơn vị này đặt mục tiêu xử lý nhiều điểm ùn tắc nghiêm trọng như Phùng Trí Kiên, Hoàng Quốc Việt, nút giao 361 Nguyễn Khang, điểm quay đầu Trung Văn, Tố Hữu, đường vành đai 3, đoạn nút giao Bixi, hay nút giao Nghiêm Xuân Yên, Nguyễn Hữu Thọ và Linh Đường, Nguyễn Hữu Thọ.
nỗ lực không ngừng tìm hiểu, xây dựng, nghiên cứu, đưa ra giải pháp và cho ra đời dòng bánh lạnh theo công nghệ Nhật Bản. Sử dụng công nghệ làm lạnh nhanh IQF cho hàng dùng từ 12 đến 16 tháng. Tiết kiệm tối đa chi phí, tăng khả năng vận chuyển trên toàn quốc. Giá cạnh tranh so với thị trường. Chất lượng, hương vị độc bộ cho tất cả sản phẩm. Khả năng cung cấp số lượng lớn. Đa dạng sản phẩm và dễ sử dụng. Chúng tôi tự hào tìm được và giữ được hương vị bánh theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản, trao giải pháp hữu ích đến doanh nghiệp. Kishin, giải pháp hoàn hảo cho khó khăn của bạn. Từ 1 tháng 10 đến 30 tháng 11 năm 2021, Eurowindow khuyến mãi 15% giá trị hợp đồng trước VAT và tặng voucher ưu đãi 15% có giá trị sử dụng đến hết 31 tháng 12 năm 2021. Đặc biệt, 100% khách hàng được nhận quà chăm sóc sức khỏe với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng. Chương trình áp dụng cho tất cả khách hàng mua sản phẩm của Eurowindow lắp đặt cho công trình nhà riêng trên toàn quốc. Hãy liên hệ ngay với Eurowindow để biết thêm thông tin chi tiết. Eurowindow, tiên phong, kiến tạo, đồng hành. Bạn còn thiếu gì cho chất sống hạng sang? Di chuyển bằng khoang hạng sang, lựa chọn xe full option hạng sang, nghỉ dưỡng tại điểm đến hạng sang sẽ chưa đủ nếu bạn chưa sở hữu căn hộ hạng sang được Matrix One. Kết nối trực tiếp với sân vận động Mỹ Đình kế bên Bộ Ngoại giao, tổ hợp được Matrix One sở hữu không gian cảnh quan lan tỏa theo chiều rộng, khoảng xanh đa lớp trải khắp theo chiều thẳng đứng, tầm nhìn panorama triệu đô, thiết kế thời thượng như Matrix One. Sản phẩm hạng sang của tập đoàn Big Group. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã vừa ký quyết định số 32/2020 ban hành mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm trong khu công nghệ cao. Theo đó thì mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm trong khu công nghệ cao của Thành phố Hồ Chí Minh được quy định theo mục đích sử dụng đất. Cụ thể, đất trong khu công nghiệp cao được thuê với mục đích sử dụng là kinh doanh thương mại, dịch vụ thì mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm là 1,3%. Còn đối với mục đích sử dụng đất thuê là sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, không bao gồm đất sử dụng mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ và đất có mục đích kinh doanh thì mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm là 1%. Các hồ sơ thuê đất phát sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày quyết định có hiệu lực là 31 tháng 12 2020 sẽ được áp dụng quy định về mức tỷ lệ phần trăm này. Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 2002. Theo Ban quản lý khu công nghệ cao, năm 2020, giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao ước đạt 19 tỷ đô la Mỹ, đạt 95% so với kế hoạch. Tổng vốn đầu tư mới năm 2020 dự kiến đạt khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, tiềm năng tăng vốn đầu tư của các dự án hiện hữu tại đây là khá lớn. Dự kiến đến hết năm 2020 sẽ đóng góp khoảng 10% GDP của thành phố. Định hướng thời gian tới, khu công nghiệp cao trở thành khu công nghệ thông minh và đổi mới sáng tạo, nơi tập trung các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vâng thưa quý vị, vào sáng nay, ngày 28 tháng 12, tuyến đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đã chính thức chạy thử nghiệm thông tuyến. Khi đưa vào sử dụng tạm thì công trình này sẽ cho phép các phương tiện chạy một chiều 5 ngày trước Tết theo hướng Thành phố Hồ Chí Minh miền Tây và 5 ngày sau Tết theo hướng ngược lại, giúp chia lửa với quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang vốn đã bị quá tải trong nhiều năm qua. Đây là một trong những tin vui nhân dịp cuối năm với hơn 20 triệu người dân miền Tây. Ngày 28 tháng 12, công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận đã tổ chức kiểm tra, chạy thực nghiệm thông tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận từ nút giao Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành đến nút giao An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Với việc chạy thực nghiệm toàn tuyến, đơn vị làm dự án thực hiện đúng cam kết thông tuyến trước ngày 31 tháng 12, làm tiền đề hoàn thành dự án trong năm 2021. Trao đổi với báo chí, đại diện tập đoàn Đèo Cả xác định trước và sau Tết Tân Sửu, tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận sẽ phục vụ việc đi lại nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1. Đồng thời, đơn vị cũng sẽ mở cửa phục vụ miễn phí cho xe dưới 26 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn lưu thông một chiều 5 ngày trước Tết và 5 ngày sau Tết. Doanh nghiệp khẳng định việc thông xe lần này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ, kinh phí đầu tư phải bỏ ra và không nằm trong điều kiện bắt buộc của hợp đồng dự án.
Hiện phương án thông tuyến tạm trong dịp Tết chỉ mới là đề xuất từ phía chủ đầu tư và cần được cơ quan chức năng thông qua. Công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận cũng cho biết, dù hợp đồng ký kết giữa nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền không quy định phải thông tuyến tạm thời trước Tết Nguyên đán 2021, nhưng để giải tỏa ùn tắc trên quốc lộ 1 và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các hạng mục cơ bản trên tuyến chính trong tháng 12 năm 2020, kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp cuối năm. Ông Vũ Thế Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, đã vừa ký văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch khởi công dự án đầu tư Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Theo đó, thì đơn vị chủ đầu tư dự án thành phần 3 Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành muốn cơ quan có thẩm quyền cho phép khởi công hạng mục rà phá bom mìn vào ngày 5 tháng 1 năm 2021 tại huyện Long Thành của tỉnh Đồng Nai. Với hơn 99,8% cổ đông tham dự tán thành, Đại hội đồng cổ đông bất thường đã thông qua việc đầu tư dự án thành phần 3, dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1, có tổng mức đầu tư 109.111,7 tỷ đồng do ACV được Thủ tướng Chính phủ giao làm chủ đầu tư vào ngày 11 tháng 11 năm 2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường ACV cũng thông qua tổng mức đầu tư dự án thành phần 3 là 99.019 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư dự án gồm vốn chủ sở hữu tối thiểu 36.102 tỷ đồng, phần còn lại sử dụng vốn vay không sử dụng bảo lãnh chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác, bao gồm cả vốn chủ sở hữu theo quy định. Đại hội đồng cổ đông bất thường giao Hội đồng Quản trị ACV triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định của pháp luật. Quy định số 1777 của Thủ tướng, điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của ACV. Dự án thành phần 3 là các công trình thiết yếu trong cảng, bao gồm nhà ga hành khách, hạ tầng hàng không, hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, nhà ga hàng hóa số 1, nhà để xe, hệ thống giao thông kết nối tuyến số 1 và số 2 sẽ do ACV làm chủ đầu tư. Khu đô thị Việt Hàn được hình thành như một minh chứng cho sự phát triển ngày càng thịnh vượng của Phổ Yên. Khu đô thị Việt Hàn tọa lạc tại thôn Đông Sinh, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Từ khu đô thị có thể kết nối dễ dàng tới các trục đường huyết mạch và tiện ích khu vực. Khu đô thị Việt Hàn hướng tới trở thành một khu đô thị lộng lẫy, hiện đại bậc nhất trên miền đất hứa, sẽ kiến tạo một môi trường sống đẳng cấp, hiện đại với đầy đủ tiện ích hoàn hảo, bao gồm các dịch vụ như trường học quốc tế, khu văn phòng, khu mua sắm, không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao và giải trí, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe. Trong tương lai, Phổ Yên sẽ trở thành một trong những thành phố phát triển bậc nhất tại khu vực Trung Du miền núi Bắc Bộ bởi những khu công nghiệp tầm cỡ và những khu đô thị đẳng cấp. Khu đô thị Việt Hàn sẽ là ngôi sao sáng giữa thành phố Phổ Yên hoa lệ, là nơi tạo nên những giá trị cho cuộc sống của bạn. Khu đô thị Việt Hàn, nơi niềm tin trở thành giá trị.
Đến đây thì thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, cũng như cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Long, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mid Group Việt Nam và Công ty Cổ phần Eurowindow Holding. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất về kinh tế và bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay là thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 0823465555 hoặc địa chỉ email của ban biên tập là banbientap@invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.